Sáng ngày 13 tháng 10, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức xác nhận thông tin kết hôn với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn TNT Group, đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Vinh Quang. Hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội. Được biết lễ cưới sẽ tổ chức trong không gian riêng tư kín đáo với sự tham gia của người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè đối tác. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cô và chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang trải qua 2 năm gắn bó, cả hai có sự đồng điệu trong sở thích, quan điểm sống, đam mê chung là thể thao. Bên cạnh đó, cặp đôi này đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, coi trọng nền nếp, văn hóa và đề cao giá trị truyền thống. Chuyện tình cảm của hai người được hai bên gia đình ủng hộ, bạn trai cũng muốn lập gia đình ở thời điểm này và đã đồng ý. Đỗ Đồ Mỹ Linh cũng cho biết, sau khi lập gia đình, cô sẽ tạm gác một số công việc trong showbiz, chỉ xuất hiện ở những sự kiện thực sự quan trọng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, được biết đến là hoa hậu Việt Nam năm 2016. Sau 6 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh là một trong những hoa hậu Việt Nam giữ được hình ảnh đẹp, không scandal.